Bây giờ mình sẽ qua chủ đề thì cũng cho Vi hỏi là làm sao mà khi mà con mình lười ăn rồi mình còn đi so sánh với lại con người ta nữa, con người khác nữa. Mình là người có sánh hay là người là ta người so sánh? Người đó là người người mẹ quá sai, quá sai rồi. Người mẹ đó là quá sai và quá phản đối người mẹ như vậy rồi. Nè nè, coi mồm khó tính. Đúng rồi. Nè, nghe bà mẹ khó tính nói nè. Khó liền. Khi mà con mình lười ăn nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Nói chung là đối với trẻ con thì mình luôn luôn phải quan sát xem là con mình cơ địa nó như thế nào, nó lười ăn ở cái mức độ nào. Ví dụ như nó 4kg nó sẽ ăn khác, còn nó 3kg nó sẽ ăn khác. Không thể nào nó 3kg mà bắt nó ăn một cái khẩu phần ăn như đứa 4kg được. Rồi xem cái sức khỏe của con mình, nó vận động có nhiều hay không, cơ địa của nó có tốt hay không. Thì tổng hợp những cái điều đó lại để mình tìm ra được cái nguyên nhân con mình lười ăn là vì cái gì. Nếu mà ngoại trừ về vấn đề sức khỏe, về vấn đề khách quan thì mình phải xem vấn đề chủ quan là mình có chiều con mình trong những cái bữa ăn hay không. Là ví dụ như khi mà đến giờ ăn, con chưa muốn ăn, đòi xem tivi chẳng hạn, mà con không chịu chủ động đến cái bữa ăn, cái bàn ăn của mình. Đó là do mình tập từ nhỏ, mà mình lại chiều con, mình lại đem cái tô cơm tới cho con. Thì bắt đầu nó sẽ chạy vòng vòng và mình cứ phải dí theo, mình cho nó ăn. Từ từ nó sẽ lười ăn, nó sẽ ra điều kiện với mình, thay vì là mình sẽ ra điều kiện với nó. Đắc tờ cho em hỏi là con em nó rất là kỳ cục, nó không giống như con người ta, là thích thì ăn, không thích thì không ăn, không ép được, ép vô nhà ra, ép vô nhà ra. Từ nhỏ. Dạ từ nhỏ luôn nha. Mà đặc biệt cực kỳ ăn vặt, cái gì ba cũng ăn, ba không từ một cái gì hết chị. Và ba nhớp nhép suốt, nhưng mà tới vô bữa ăn chính không ăn. Thì đúng rồi, nó ăn vặt rồi. Ăn vặt nhiều quá. Trước giờ ăn em cho bạn ấy ăn vặt quá nhiều thì tới giờ ăn bạn ấy sẽ không còn đói giống như em. Mình ăn bánh tráng nhiều quá đó chị, mình ăn bánh tráng nhiều quá rồi đó, mình không ăn cơm. Đúng rồi. Bây giờ không lẽ giờ em đổ thừa là tại vì nó giống em ăn vặt rồi. Bây giờ em không biết làm sao luôn á. Tất cả những hôm nay chúng ta có một người rất là đặc biệt nữa. Trông ngồi rất là chủ luôn. Tịch. Vâng, xin giới thiệu diễn viên Ngọc Lan. Ngọc Lan xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Siêu Mom Siêu Tám. Xin chào bốn cô gái xinh đẹp ở đây. Năm cô gái xinh đẹp với chị cũng đẹp luôn á. Nghe cô gái nghe còn mơn mởn à. Thấy ở đây ai cũng có một cái nickname á ha. Chị là mom gì? Chị nghĩ chắc cái gì là mâm khó tính á. Khó tính hả? Ừ. Đâu cái mặt khó đâu. Mặt khó nè. Diễn nét khó tính nào. Nghe ngầu quá, quả quá. Và em có một cái câu hỏi đặt ra với mọi người, đó là mọi người cảm thấy sao nếu như mà chị em phụ nữ chúng ta có một người bạn thân khác giới? Tức là ở đây có ai có bạn thân khác giới không trước đã nè? Đó, rồi chủ tịch nói trước. Có nhiều bạn thân khác giới lắm. Tại vì chị cảm thấy là với một cái người khác giới thì mình sẽ có nhiều cái để mình trao đổi hơn. Những mối quan hệ đó hình như là cả hơn 10 năm. Mình kể luôn, đó là ví dụ như anh Hữu Châu nè. Anh Hữu Châu thì hay quan tâm về vấn đề sức khỏe. Ví dụ như hôm đó Lan post một cái status nói là nhức đầu quá, muốn uống Asparagus. Thế là anh Châu gọi điện thoại liền. Uống cái gì thì uống gì nhẹ hơn chút, kiểu vậy. Doctor riêng nha. Rồi anh Huy Khánh là cái người mà Lan có thể hỏi về vấn đề là tâm lý của anh Khánh khi mà chơi với Cát, chơi với là Ginny, hai đứa con của anh Khánh, từng cái độ tuổi nó thay đổi như thế nào. Đó thì mình sẽ hỏi được cái tâm lý của người cha dành cho con, rồi cái cách giáo dục của mình đối với trẻ con. Rồi có anh Trí Quang. Anh Trí Quang là cái người mà có thể là gọi điện thoại cái là khóc liền. Kiểu là vậy. Tức là chị Lan có những mối quan hệ mà đặt tên riêng á. Đúng rồi, gọi chỉ có từng một cái chuyên môn riêng khác nhau và mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Mình thì không được như vậy đâu em, thì nói chung là do là anh Thái là như là tổng đài chính luôn rồi, nên là không cần phải anh nào gọi là có một người bạn khác giới. Vì là có anh Thái từ quá sớm đúng không? Đúng rồi, gái mới lớn lên là đã có anh Thái rồi. Cho nên là cả một thanh xuân là anh Thái. Còn như Lan thì là tuổi thơ mình là đã mất ba từ sớm nè. Cho nên là trong nhà là thiếu đàn ông. Có anh hai nhưng mà anh hai thì lại quan hệ xã hội bên ngoài thì nhiều hơn với gia đình. Cho nên là mình không có được sự chỉ dẫn cũng như là cái bàn tay của một người đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Còn như đây thì quá sướng rồi, đã có một người... Không, em cũng không quá sướng đâu. Em cũng rất là muốn có một người bạn để mà
chia sẻ những cái gì mà trong, đâu phải lúc nào em với anh Thái cũng vui vẻ đâu. Nhưng mà cũng không phải lúc nào mà có một bạn nữ mà hiểu được em. Vì lúc của phụ nữ nó cũng có những cái nó không, cô không có được, nó cũng gây lộn nhiều á. Thì ví dụ mình cái nam nó chơi, thường hồi xưa mình đi học mình chơi cái nam á, lúc nào nó cũng ưu tiên cho mình hết. Họ rất là cái gì họ, sao khóc đi, giờ ở đây. Thì mình coi những cái bộ phim Hồng Kông mình cũng thích mà mình nói lúc với chồng nhà cũng nói thôi khỏi đi dẹp mấy cái anh gì anh nuôi anh nghĩa anh ba anh bốn anh tư gì đó anh trời mưa rồi là khó đi chứ mình cũng có nhưng mà cuối cùng là phải dẹp hết. Không có, có đại ca thôi. Còn riêng bản thân em nha, em lại thích có bạn nam khác giới, bản thân nha là bạn nam khác giới nhưng mà là cùng giới. Hả? Chị em bạn gì? Đấy. Họ có một cái gọi là nam tính. Họ vẫn nhường nhịn mình, họ vẫn hiểu được tâm lý của đàn ông. Nhưng họ vẫn có những cái nữ tính để mà ân cần, quan tâm chứ. Thật sự ra đàn ông rất là vô tâm. Đúng rồi. Cái này rất là xác nhận với Mai Ca và rất đồng tình với Mai Ca về vấn đề này. Mình đang gây lộn với người yêu của mình hoặc là chồng mình đi, mình đang muốn tìm một cái người tâm sự, nói lên tiếng nói của chồng mình, nó giống như đang giận chồng nhưng mà mình muốn tìm một cái người để binh vực chồng mình giùm mình đi. Tôi muốn quề mà tôi chưa có cái cớ gì để quề luôn á, không thấy được điểm tốt của chồng mình. Những lúc đó cần một người đàn ông, một người bạn nam khác giới để nói lên tiếng lòng của những người đàn ông. Chồng á là nói thôi em cũng đừng vậy, mình á là phụ nữ mình phải chịu thiệt thòi chút xíu. Còn đàn ông chúng anh vậy đó thì là có những cái riêng, đôi khi em không hiểu thì thôi bây giờ anh nói cho em nghe nè, thôi em cố gắng em vậy thì em sẽ gia đình em sẽ hạnh phúc hơn. Ồ vậy còn chị Mai thì sao? Chị thì trước khi mà lên nghiệp á thì hồi xưa mà còn đi học á, giống như Vi vậy đó, cũng có những bạn thân mà nam. Nhưng mà từ khi mà có người yêu hay lấy chồng, từ khi có người yêu thôi, người yêu mà đầu đời thôi cũng không có bạn nam nào thân luôn á. Đến khi bây giờ là anh nghiệp là mình cũng không có ai thân hết ngoài ổng với thêm hai đứa con. Trời, sao mình nghe chị Lan kể xong mà thấy mà ủa sao mình bị thiếu hụt quá vậy chứ. Anh nghiệp anh thấy em bị thiệt thòi không? Anh tự thấy không, nhưng mà mọi người có thấy rằng là giữa bạn thân khác giới và bạn thân cùng giới mình sẽ có những cái câu chuyện chia sẻ hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi. Em cũng có bạn thân khác giới, từ bé tí là em đã chơi con trai rồi, cho đến lớn thì mẹ em bảo là phải chơi với con gái để cho nó nữ tính hơn tí xíu, cân bằng lại. Thế là bạn thân em là có cả nam cả nữ. Em thấy là có những cái chuyện mà mình chỉ có thể nói được với cả bạn khác giới thôi. Đúng rồi. Cũng là chuyện phụ nữ, nhưng chị em phụ nữ nói với nhau nó lại có cái e, nó rất là mình đang buồn mà mình nói chuyện với nó mình thành người đàn ông luôn á. Phụ nữ người ta nhạy cảm, người ta sẽ suy diễn, bắt đầu người ta suy diễn ra những cái chuyện rất là ghê gớm từ cái chuyện mình buồn. Vì cái chuyện này chuyện kia, người ta sẽ suy diễn ra những chuyện rất to khác và làm mình mệt thêm. Làm mình mệt thêm, mấy mẹ đó là làm mình mệt thêm. Còn bạn nạ và bạn thân khác giới nhà là thôi rồi, đi nhậu đó. Đi nhậu, đưa chở đi nhậu. Nào đi đâu. Đấy, ý là như thế. Tức là bạn nam khác giới người ta sẽ cho mình một cái tâm lý thoải mái hơn. Mọi người có thấy là công bằng không nếu như mà ông xã của mình hoặc bạn trai của mình mà có một người bạn thân khác giới? Không. Em nói cho biết không. Nè, cái chuyện gấp không là cái chuyện của Mega, còn cái chuyện mà người ta có là cái chuyện đó là chuyện người ta. Giống như anh nói nhà em là không có rồi đó, nhưng mà chồng em thì là chắc chắn là sẽ có. Tại vì anh thấy là cái người rất là dễ thường hay tâm sự với lại người phụ nữ khác. Mấy chị đó mà có chuyện buồn thì cũng nêu cho anh Thái ơi, sao vậy anh Thái? Thì anh Thái sẽ nói là em ơi em phải đừng có buồn. Nó nói, ủa anh là chuyên gia tổng đài hả? Sao mà mỗi lần mà ai mà có chuyện gì anh cũng em đừng buồn nha. Mà mình cảm thấy là anh ngồi anh phải lắng nghe những cái tâm sự, còn mình không được. Như trường hợp bạn này thì dễ thông cảm, lý do tại sao bạn này không đồng ý cái chuyện đó là tại vì bạn này không có người khác giới nào bên cạnh hết. Là tại vì đã có anh Thái rồi, còn rất là phản đối bà Mai Ca. Nhưng mà lý do tại sao chị phản đối nào? Nói chung là em á thì em cảm nhận như vậy nè, đàn ông á khi mà họ buồn thì họ chỉ cần rủ một thằng đàn ông đi nhậu giải stress giải buồn. Tại sao mà chị phiền phức vì một người đàn ông chị lại đi tìm một người đàn ông giải quyết? Nhưng mà vậy nè, suy nghĩ là nha, em phiền phức về một người đàn ông, em đi tìm một người đàn ông khác để tâm sự. Để làm gì? Để cái người đàn ông khác nói lên tiếng lòng của chồng em đang binh vực chồng em giùm, đúng không? Thì đó, chồng em cũng vậy. Không có một người phụ nữ nào mà nói tốt cho người phụ nữ khác hết á. Em nói thí dụ nếu như gia đình của em với gia đình chị Mai hay là gia đình Bông chơi chung với nhau,
ở phạm vi gia đình. Đúng, ở phạm vi mình đã có giao lưu tình cảm gia đình với nhau thì ok. Ờ, thí dụ như em với chồng em gây lộn đi, cái chồng em điện thoại: Mai ơi, giờ Mai ca nó còn dậy đó, rồi này kia. Đúng rồi. Ok, cái đó là chia sẻ với nhau. Còn những cái trường hợp em gái mưa, tự nhiên 8.000 năm không dính dáng gì tới nhau, cái tự nhiên cái vợ chồng ta gây lộn: Alo bé A ơi, anh với vợ anh gây lộn rồi, đi uống cà phê. Uống cái gì? Không, những chuyện đó là không bao giờ có, cái đó là khác. Đúng rồi. Không bao giờ có chuyện đó. Thì làm sao cái con bé A đó nói tốt cho em được? Bảo hoa đám cưới đó cả nhà. Ở đâu ra mà có chuyện đó tốt? Ví dụ là ông xã em có một người tri kỷ là một người khác giới trước khi là quen em. Cái đó thì khác. Em sẽ phải biết người đó và em sẽ phải có quan hệ với người đó. Thì ok, mình có tương tác với nhau. Em hả? Em mong chồng em có bạn thân khác giới. Tại vì thực ra em có cảm giác như chồng em là bóng muộn đấy. Thiệt luôn á, chơi gì mà. Tại vì mọi người biết không, chồng em là hip hop. Xung quanh khu vực quan hệ giao lưu rộng rãi của chồng em chỉ có đàn ông thôi. Suốt ngày đàn ông với nhau, xong đến lúc mà quen em, cưới em á, xung quanh em quá trời các bạn thiếu nam đòi ăn chồng em, đòi ăn chồng em. Đó, mà chồng em rất hào hứng với cái việc đó luôn á. Cho nên là em thật sự luôn, nhiều khi em cũng bảo anh quá nhiều bạn nam, cho nên anh không hiểu tâm tư tình cảm của phụ nữ. Có nhiều cái em nói mà anh không hiểu. Hồi cái hồi mà quen em á, là em rất thích là chồng em chơi cùng với những người bạn nữ, bạn thân của em á, để biết được là có những điều mà mình không nói với chồng thì con bạn thân mình có thể là người đâm tim rồi. Nó thích cái túi đấy đấy, nó thích cái màu đấy đấy, ý là như thế. Thế là chúng ta đã đưa ra vấn đề và chúng ta phải giải quyết vấn đề, đúng không? Cái thứ nhất, phụ nữ nên có một người bạn thân là khác giới ở trong đời. Để làm gì? Để có những cái sự chia sẻ. Phụ nữ mình được cái quyền như vậy thì đàn ông họ cũng phải được cái quyền như vậy. Để làm gì? Đã nói là nam nữ là âm dương, là phải cân bằng với nhau. Tuy nhiên có một điều lưu ý như thế này, đó là rút ra từ kinh nghiệm của chị. Cái mối quan hệ của một người tri kỷ của mình như vậy á, xuất hiện trước khi mà mình lập gia đình. Mà nếu như khi đến với chồng mình mà chồng mình không đồng ý mối quan hệ đó, mình vẫn phải chọn chồng mình nha em. Bản thân mình phải giảm bớt, và bản thân cái người chồng của mình cũng phải giảm bớt những cái mối quan hệ mà mình không đồng ý cái mối quan hệ đó. Tất cả đều xảy ra từ cái sự thỏa thuận của cả đôi bên thì nó sẽ ổn định hơn. Bây giờ mình sẽ qua chủ đề thì cũng cho Vi hỏi là làm sao mà khi mà con mình lười ăn rồi mình còn đi so sánh với lại con người ta nữa, con người khác nữa. Mình là người có sáng hay là người là ta người, người đó là người mẹ quá sai rồi. Người mẹ đó là quá sai và quá phản đối người mẹ như vậy rồi. Nè, con mơm khó tính. Đúng. Nè, nghe bà mẹ khó tính nói nè. Khó liền. Khi mà con mình lười ăn á, nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân. Nói chung là đối với trẻ con á, thì mình luôn luôn phải quan sát xem là con mình cơ địa nó như thế nào, nó lười ăn ở cái mức độ nào. Ví dụ như nó 4kg nó sẽ ăn khác, còn nó 3kg nó sẽ ăn khác. Không thể nào nó 3kg mà bắt nó ăn một cái khẩu phần ăn như đứa 4kg được. Rồi xem cái sức khỏe của con mình, nó vận động có nhiều hay không, cơ địa của nó có tốt hay không. Thì tổng hợp những cái điều đó lại để mình tìm ra được cái nguyên nhân con mình lười ăn là vì cái gì. Nếu mà ngoại trừ về vấn đề sức khỏe, về vấn đề khách quan, thì mình phải xem vấn đề chủ quan là mình có chiều con mình trong những cái bữa ăn hay không. Là ví dụ như khi mà đến giờ ăn, con chưa muốn ăn, đòi xem TV chẳng hạn, mà con không chịu chủ động đến cái bữa ăn, cái bàn ăn của mình. Đó là do mình tập từ nhỏ, mà mình lại chiều con, mình lại đem cái tô cơm tới cho con. Thì bắt đầu nó sẽ chạy vòng vòng và mình cứ phải dí theo, mình cho nó ăn. Từ từ nó sẽ lười ăn, nó sẽ ra điều kiện với mình, thay vì là mình sẽ ra điều kiện với nó. Đắc tờ cho em hỏi là con em nó rất là kỳ cục, nó không giống như con người ta. Là thích thì ăn, không thích thì không ăn, không ép được, ép vô nhà ra, ép vô nhà ra. Từ nhỏ. Dạ từ nhỏ luôn nha. Mà đặc biệt cực kỳ ăn vặt. Cái gì ba cũng ăn, ba không từ một cái gì hết chị. Và ba nhớp nhép suốt. Nhưng mà tới vô bữa ăn chính không ăn. Thì đúng rồi, nó ăn vặt rồi. Ăn vặt nhiều quá. Trước giờ ăn em cho bạn ấy ăn vặt quá nhiều thì tới giờ ăn bạn ấy sẽ không còn đói giống như em. Mình ăn bánh tráng nhiều quá đó chị, mình ăn bánh tráng nhiều quá rồi đó, mình không ăn cơm. Đúng rồi. Bây giờ không lẽ giờ em đổ thừa là tại vì nó giống em ăn vặt rồi. Bây giờ em không biết làm sao luôn á. Tất cả những cái nếp sinh hoạt của con nó hình thành từ cái thói quen mà chúng ta lập thành lúc đó còn nhỏ. Cho nên có thể là do em nuông chiều bạn từ nhỏ. Không phải là mình muốn nuông chiều đâu, mà những nhân tố xung quanh mình nuông chiều con mình. Môi trường xung quanh. Đúng.
mẹ nè, ông bà nè, vú nè, là những người luôn luôn chiều con mình và sẽ không làm theo cái mà yêu cầu mình đưa ra. Chị Sơn, em yêu cầu chị khi chị xem cái số này, làm ơn là Phước đừng chiều con em nữa. Ok, giận liền, giận liền chị, cái mặt giận liền. Tức quá. Chị Sơn là cái người mà lỡ vú chăm sóc cho Yuri mà tối ngày bắt đầu cướp con em hoài vậy. Bà cứ kêu em nè, đẻ đi đứa sau em nuôi, Yuri chị nuôi cho vô duyên mắt, tự đẻ tự nuôi thì tự nhiên dành con tao hoài. Chị Xuân, chị chơi khôn vậy, ai chơi lại chị? Kỳ lắm. Em làm nhà hàng mà thì con em theo em đi làm, cứ vô cứ nhân viên em á cứ ôi trời ơi thương quá là cho cái bánh nè, ôi trời thương quá cho miếng xoài nè, mà ăn nhấp nhép suốt luôn. Ca hãy nhìn vô camera coi, tất cả các nhân viên đó. Chị yêu cầu sau khi coi cái này không được cho con chị ăn nữa. Ok con dê. Trời ơi, cái này giống như là với là Mai cũng nghĩ có nhiều ba mẹ rất là stress khi mà con không ăn, stress không ép. Mai đã tính tiếng ép xong nó ói ra xong ăn tiếp, vẫn nhét cho nó ăn. Và Mai suy nghĩ rất đơn giản, giống mình hôm nào mình mệt. Mình ăn ít, đúng rồi, mình khỏe mới ăn nhiều. Ủa cớ hà, cớ sao nó mệt bắt nó ăn nhiều đó giờ? Là yếu tố khách quan đó, hoặc là khi nó bệnh nó là cố ăn đi cho khỏe. Người ta bệnh người ta tập trung cái năng lượng để chữa bệnh, thì mình bắt cái dạ dày làm việc thì làm sao mà bệnh hết. Khi ba mẹ cho con ăn á, không biết là cái chất gì nó kỵ với chất gì, khi chúng ta cho hai thứ đó vô nó kỵ nhau và con mình rất nó được là hưởng thụ cái gì hết, không biết đó. Thiếu hiểu biết quá độ, hoặc là tự nhiên đang ăn xong rồi sữa chẳng hạn, rồi rút nước cam vô luôn rồi chẳng hạn vậy, cái tủa hết rồi, sữa cũng không có mà nước cam cũng không. Đó là những cái mà mình là bậc cha mẹ là phải nghiên cứu kỹ, là nếu như ăn cái này thì không ăn cái kia, hoặc độ tuổi này nó chưa được ăn cái đó đừng có nhét. Yến tốt nhưng mà độ tuổi nhỏ quá đâu có được ăn yến mà cứ nói ồ ham mập. Trước hết mình đừng đặt áp lực của bản thân mình lên đứa con. Với lại em nói thật nha, mấy chị có ai bị cái trường hợp ông bà hay so sánh không? Ông bà luôn lúc nào như vậy. Ông bà là lúc nào cũng đi so con mình với con hàng xóm á. Nhất là nói sao mà con nuôi cháu kỳ với đúng mình. Đôi khi mình cũng mắc phải cái sai lầm đó nữa chứ đừng nói tới ông bà. Trước là vì có hai đứa nhỏ đó, mà mỗi lần về bên nội chơi thì là con của em thì nó so với lại mấy đứa trong nhà đó thì là cùng tuổi độ tuổi luôn. Mà sao con mình nó đẹp quá, nó đẹp đến nỗi mà đi vô trường nó cũng đẹp nhất trường luôn. Chị lúc nào cũng đứng giữa, còn nguyên đám là cao hết mà cùng lớp 1 á. Mà cô cũng nói là sao Quỳnh Anh ăn cũng chậm. Nhưng mà mình nói là mẹ cố gắng hết sức, mẹ không biết tại sao mà như vậy, mẹ cũng ở nhà. Mình cũng rất là, mình nói với cô giáo, cô thông cảm cho mẹ, nhiều lúc cô ráng cô đúc thì cô cũng ráng cố gắng mà. Biết tại sao không? Chắc là cái miệng của em nhỏ quá. Bà cô giáo duyên dáng quá. Trời ơi, cô Loan cô rất là tội nghiệp của nàng. Mình nói bây giờ cô gọi cho em cũng như vậy thôi, và cô gửi hình cho em thì em cũng không giải quyết được. Cô thương em, cô chăm cho em giùm chứ bây giờ chứ thôi bố mẹ sạch miệng nó ra chứ miệng nó nhỏ không ăn được. Thương. Mày muốn là nhà Bông có giống vậy không? Ở các nhà khác á, thì so sánh con mình với con nhà người ta. Nhà em là có hai đứa, ba nó hay so sánh hai đứa với nhau. Không so sánh con người khác, so sánh con mình luôn. Tại vì cái đứa lớn nhà em á, thì rất là lười ăn, cái dáng người của nó cũng cứ mảnh khảnh giống em á. Tức là đủ no của nó thôi, nhưng mà đủ no của nó là chỉ có mấy thìa thôi. Nhưng mà thằng em nó là khác. Từ cái thằng đứa thứ hai của em á, thì em mới không ép cái đứa đầu tiên của em ăn nữa. Đó, tại vì là cái đứa thứ hai nó có một cái nhu cầu ăn rất là nhiều luôn. Cái nếp ăn của nó lại giống ba. Ăn mà kiểu như đút không kịp, hai người hai tay hai thìa này chị, đút không kịp nó ăn luôn á. Nó ăn vậy luôn á. Mà nó ăn xong rồi nhìn thấy cái tô bên cạnh của anh nó, mà nó còn giật lại này nó ăn tiếp. Cái nếp ăn của con em là nó không ăn một cách gọi là gọn gàng, sạch sẽ như các bạn. Em không biết là vì do em ăn hay rơi vãi hay thật, mồm em anh Tùng bảo bị mẻ á, bị mẻ ăn cơm mà rơi nãy đang nhiều tôi cũng rơi vãi mà chị lỗ biết không, tức là mỗi lần ăn xong chồng em phải quét mà. Ở lớp á nó vẫn ăn như thế, nhưng về đến nhà là bắt đầu nó giải cơm ra chân, bắt đầu bôi. Nhặt lạo á, bắt đầu nhặt, không bao giờ ăn món gì chung với nhau. Nó như thế này nè, trẻ con nó sẽ có từng giai đoạn. Dĩ nhiên là nó sẽ có những cái yếu tố khách quan như lúc nãy chị nói. Tại sao ở trên trường mỡ ăn rất là nhanh, nhưng về nhà mỡ lại thích rải ra. Đó là do lần đầu tiên mỡ làm như vậy và mình ủng hộ cái việc đó.
em nhớ lại đi có đúng không? Cười thấy vì điều đó em thấy thú vị vì con nó mặc định nó nghĩ nó làm như vậy là đúng. Là đúng. Và từ đó về sau, đó là lý do nó về nhà nó sẽ làm như vậy và nó lên trường nó không làm như vậy. Đó là do cái sự thỏa hiệp của trẻ con nó đưa ra cho mình và mình chấp nhận cái điều đó. Mình thỏa hiệp với nó là như vậy thay vì là mình phải làm ngược lại. Đừng nghĩ là trẻ con nó không nghe nha. Mặc dù bạn ấy chưa biết nói nhưng mình nói là bạn ấy nhớ. Bạn ấy nạp, thu nạp được hết. Lan không biết mọi người sao nhưng với Lan, Lan cực kỳ kiên nhẫn về lời nói với lại Louis. Kiên nhẫn thôi, con đừng giống bạn Thái nha. Mỗi khi mà bạn ấy xảy ra bất cứ một cái vấn đề gì đó mà nó lệch ra khỏi cái quỹ đạo, lệch ra khỏi những cái thói quen. Tại vì những thói quen mình lập ra cho bạn là nó sẽ tốt cho cái hành trang sau này. Chị không la, nhưng chị sẽ giải thích. Ví dụ như trường hợp của Mở, lần đầu tiên á nha, mình phải giải thích với con làm vậy là dơ, ăn vô đau bụng, con bị đau bụng con sẽ làm gì, đi bu, con bị ra máu chẳng hạn, hay là có con sâu trong bụng, mình sẽ vẽ lên những cái như vậy đó, để bị bác sĩ chích. Louis cũng có giai đoạn như vậy chứ không phải không. Thì sau đó chị mới thấy là à, mình không thể nào mà ví dụ nó ăn lâu mình ngồi mình đi theo nó được, mình không thể nào mình ngồi mình nhơi cùng nó được. Ăn lâu thì không ăn nữa và phạt, ăn lâu là không được coi tivi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày là bạn sực nhớ ra à, mình không được coi tivi là vì mình ăn lâu, mình phải ăn nhanh hơn. Hoặc là như thế này nè, có một cái cách mà chị thấy là trẻ con nó rất là thích, đó là mình làm đồ ăn theo hình con này con kia. Tức là mình nắn cái dĩa cơm á thành con này con kia thì bạn sẽ rất là thích thú và bạn thấy lạ. Nếu mà phải thay đổi liên tục. Con của em á thường là rất là thích đi chơi, đi bơi. Ví dụ mà mỗi lần nó bơi á thì nó sẽ về nó ăn nhiều. Đúng rồi. Và giống như Bông nói, nhà chị cũng hay so sánh giữa hai đứa với nhau lắm. Cái đó là có hai đứa, so sánh hai đứa với nhau đó là bây giờ bạn nào ăn nhanh thì người đó sẽ được thưởng, ví dụ vậy đó. Mà nhà của em á thì không, con là không có bao giờ được coi iPad khi ăn, không bao giờ được coi TV khi ăn. Ai cũng nói ủa sao giỏi nó, tại vì mình tập nó. Đúng rồi. Nó đâu biết đâu. Cái đó là do thói quen từ nhỏ thôi. Nó và Hùng Tâm bây giờ gần 4 tuổi rồi không bao giờ mở miệng là cho mẹ con cái iPhone, không bao giờ được mở miệng nói luôn á. Nó không cần trên cuộc đời luôn. Tự nhiên mình mở, hôm nào mà mình mở TV, YouTube mà những cái mà dạy chẳng hạn á, ủa tại vì con ngoan cho nên mày mở hả? Mà má mở đúng cho Hùng Tâm hả? Trời ủa tại sao ngoan hả? Ví dụ vậy mà không có bị lệ thuộc với bất kỳ một điều đúng gì rồi. Và đi đâu thì hồi đó nè, đứa thứ nhất thì mình kỹ quá. Mình đi đâu mình bưng đồ ăn đi theo. Bưng luôn đồ đông lạnh tập đó, đồ xong rồi bỏ chịu trong thùng xốp á chị. Đi ra phải thuê khách sạn nào mà có nấu ăn á, tự nấu cho con. Xong mình cực quá. Ủa? Xong mình nói ủa sao mình tự làm cực mình quá vậy. Đi đâu ăn đó, ở đâu sống thì ăn ở đó. Ý là vậy, có gì ăn đấy. Ý là vậy. Và cũng lâu lâu cho nó cũng thấy thay đổi khẩu vị. Tức là mình cởi bỏ và mình cảm thấy ô, vì sao mà bây giờ mai thực sự là có hai đứa con mà không có bà vú mà mình vẫn chăm lo được, là bởi vì tất cả mọi thứ đều do cái đầu của mình suy nghĩ. Và hai anh em cái gì cũng vậy hết á, nó sẽ có cái sự mà đan xen lẫn nhau, nó nhìn nhau và mình cũng truyền cái yêu thương cho nhau luôn. Thì mình dạy bởi vì hai đứa mà thì nhóm nhà Bông á thì nó sẽ vừa là có sự yêu thương vừa có sự so sánh. So sánh ở đây là so sánh kiểu mà tốt hơn, tốt tích cực. Mình sẽ dạy như không so sánh bất kỳ một con nhà ai hết á đó. Đó vậy thôi. Đây là một sự so sánh tốt và tích cực. Sau cái số này về tối nay em sẽ phấn đấu thêm đứa nữa. Đẻ đứa nữa. Đúng rồi, bây giờ mình nên chốt là mình không nên so sánh con mình với lại ai khác hết. Mà hãy để cho con mình nó tự phát triển theo cái bản năng của nó và thôi, kèm theo cái sự hướng dẫn của cha mẹ cũng như kiến thức của cha mẹ. Chính xác luôn. Ok, okay. Chúc. Mà em sẽ truyền năng lượng tốt đó cho con gì vì là lần sau chào cờ cháu sẽ được chào cờ. Và tiếp theo thì cả nhà mình sẽ được bật mí một chút xíu về cái mẹo nhỏ với kem đánh răng. Rất là thú vị nha. Kem đánh răng có thể làm xẹp mụn và những cái khuỷu tay đầu gối mà thâm thì kem đánh răng cũng giúp làm cho nó sáng ra. Đó, tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái mẹo này kia. Thì bây giờ sẽ có một bạn người mẫu lên để mà chúng ta cùng minh họa thôi. Trời ơi, nhà mình có một cô người mẫu rất là xinh đẹp và sẽ giúp cho Mai thử nghiệm trên móng tay của em trước nhé. Và để mà làm trắng móng tay thì chúng ta sẽ để kem đánh răng, một xíu kem đánh răng và một chút nước cốt chanh. Đó, chúng ta đánh lên. Chị sẽ mượn cái móng tay của em chút xíu nha. Bôi lên móng tay.
Cái này mình để khoảng 5-10 phút sau đó là mình rửa tay sạch lại. À, khi mà móng tay của mình nó bị đen á chị, hay là tẩy cho cái móng nó trắng trẻo lại một tí xíu do sơn lâu ngày á. Vậy chị nghĩ nên mời Bông làm người mẫu nè. Đấy. Sau khoảng 10 phút thì chúng ta lau thì móng của chúng ta tươi sáng hơn và chúng ta có một bộ móng tươi mới. Ba. Hay quá. Hay quá. Và cái thứ hai là trị nẻ môi đó nha. Nước môi. Đây, nước môi, nước nẻ môi đó. Thì mình cũng sẽ lấy một chút xíu kem đánh răng. Cái này á là nhà ai á mà có kiến là đảm bảo bao là môi sẽ căng mọng bởi vì trộn với đường. Và sau đó mình sẽ bôi lên môi. Cái đường này nó để làm cho tẩy da chết đúng không? Em bé người mẫu đang lo lắng băn khoăn là chị em đừng lo lắng. Dạ. Em đừng lo lắng. Kem với đường sau đó là cho thêm một xíu nước nữa nha, không thôi bôi một cái là mỏng môi luôn á. Rồi. Giờ giữ một chút xíu. Cái này là nó phải vẫn phải còn cái đường hạt đường đúng không? Để nó vẫn phải còn tẩy hạt đường. Từ đường là có tính chất là tẩy tế bào á. Rồi. Và chúng ta bôi lên môi như vậy và cỡ khoảng 10 phút thì chúng ta sẽ lau môi đi và sẽ dưỡng môi lại với là dầu dừa. Môi ta căng mọng, bôi hết son rồi. Đó. Và nhớ dưỡng mà dầu dừa thì mỗi tuần chúng ta làm cỡ khoảng 2-3 lần thì sẽ có một bờ môi quyến rũ. Đó. Và tiếp thứ ba là những cái kiểu tay và đầu gối thì hay bị thâm, cho nên là chúng ta sẽ có một cái mẹo nữa với kem đánh răng. Đó là lấy một chút xíu kem đánh răng, chúng ta pha với một tí xíu muối, bỏ một tí xíu muối và một chút ít nước cốt chanh. Mà Mai nghĩ rằng là cái nước cốt chanh là nước bọt ở trong khoanh miệng. Mà mọi người nhớ là khi mà sử dụng cái tip này thì mọi người nên tránh những cái vết thương ra nha, chứ không thôi là rát chết luôn đó. Đúng rồi. Đây, em có vết thương gì không? Đây, để môi không? Tên. Bàn chải người ta chải cùi chỏ. Thì mỗi tuần chúng ta làm cỡ khoảng 3 lần thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Đó là cái vùng da ở khuỷu tay và đầu gối sẽ sáng ra. Những vùng khác có được không chị? Nó chỉ chưa nghiên cứu. Ví dụ như là mắt. Và một tuần chúng ta làm cỡ khoảng 2-3 lần thì chúng ta sẽ thấy có một cái làn da ở dưới khuỷu tay hoặc đầu gối khác biệt rõ rệt. Và chúc các bạn thành công nhé. Yeah.